Bạn đang cần ép cốt tranh, tắc với số lượng lớn. Công đoạn vắt nước cốt tranh tắc mất nhiều thời gian và nhân công. Ép bằng tay hoặc dụng cụ thông thường hay máy công suất nhỏ không đáp ứng được nhu cầu của bạn, thì hãy tìm hiểu dòng máy ép nước cốt tranh tắc của máy móc Việt nhé. Máy ép nước cốt tranh công nghiệp ép kiệt nước chỉ trong một lần ép duy nhất nhưng nước ép không bị đắng, không bị vỡ hạt khi ép. Máy giúp tách nước, hạt và sắc ra riêng giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian nhân công mà năng suất cao. Chất liệu inox 100% đảm bảo an toàn vệ sinh và dễ dàng xịt rửa. Năng suất cao từ 700 kg tới 1.500 kg một giờ.